chào mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Hồng Nhanh Giỏ của em nha. Cả nhà ơi, ngày mới em chúc tất cả mọi người dù xa hay gần luôn luôn được dồi dào sức khỏe và vui vẻ trong cuộc sống nha. Cả nhà ơi, hôm nay em làm món uống giải khát sinh tố chuối. Đây em có 3 trái chuối ha, hơi nhỏ thôi. Chuối này em làm là chuối sim nha mọi người, em không có làm chuối già. Và đây là em có bịch sữa tươi Vinamilk có đường ha. Và ở đây là em có bơ đậu phộng ha, hũ sữa chua lên men tự nhiên. Và em có ngôi sao sữa đặc nha mọi người. Em mời mọi người cùng với em vào bếp để xem em làm nha. Giờ em cắt chuối bỏ vô ha. Em rửa tay sạch rồi nha cả nhà. Giờ em bỏ cái ua vô. Rồi em chế sữa đặc vô ha. Giờ bỏ bơ đậu phộng vô. Này nó dẻo quá, để tủ lạnh nó dẻo mà hơi dẻo quẹo mà hơi cứng á mọi người, dẻo quá trời dẻo luôn. Rồi em đổ sữa tươi vô ha, em đổ hết gói sữa tươi vô luôn. Rồi em bỏ đá vô ha, đá em nạp đập cũng hơi nhuyễn rồi đó. Mình đập nhuyễn rồi mình xài cái cối xay cho nó lâu một chút chứ để cục bự xài nó mau hơn. Để hơn nửa chén đá xay ha, rồi đá đập nát ha. Rồi là bao nhiêu đây, rồi em xay em không có quay nha cả nhà, em quay sợ nó ồn á. Và đã xong rồi nè cả nhà ơi, em đổ ra nha. Ồ, rất là thơm. Nó kẹo ba trái chuối, bịch sữa nữa. Nó còn mấy cái này chưa nát. Không sao, rất là ngon luôn. Đã xong rồi nè cả nhà ơi, em mời cả nhà uống trước nha. Đây rất là ngon. Mùa hè này mình uống một ly này giải khát cũng đã ha. Để em review cho cả nhà mình coi ha. Nó vừa luôn á mọi người, nó không có đặc mà nó cũng không có lỏng dữ nữa. Rất là béo. Nó béo của bơ đậu phộng nè, nó thơm của hai loại sữa, nó thơm và nó ngọt của hai loại sữa tươi và sữa đặc á. Nó chua chua. Chua chua của sữa da u á. Rồi ngọt thanh của trái chuối á. Nói chung là em không có bỏ đường mà nó hòa quyện lại tất cả cái hỗn hợp nó lại rất là ngon. Ngon lắm cả nhà. Vậy thôi, video của em tới đây là kết thúc nha. Em cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Nếu yêu thương em thì mọi người nhớ ủng hộ em nha, bằng cách like, share và đăng ký. Và bây giờ em xin tạm biệt, hẹn mọi người ở video sau nha. Bye bye.